Xin chào tất cả khán giả của Thiên Audio. Để bộ dàn của chúng ta phát huy tác dụng thì ngoài những thiết bị chính như là âm ly, đầu đĩa hay là loa hay là dây loa thì còn những cái thiết bị vô cùng quan trọng, đó chính là dòng điện. Người ta có câu là nhất điện nhì phòng. Vì vậy để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của phần cấp điện cho các thiết bị âm thanh là nó có ý nghĩa lớn đến như thế nào tới cái âm thanh thể hiện đầu ra. Với một cái giải pháp cho những bộ dàn hi-fi thì Thiên Audio khuyên quý vị các bạn nên trang bị những cái ổ cắm lọc điện hoặc là những cái lọc điện có giá thành hợp lý vừa phải đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ ở đây là thương hiệu Furutech, là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Với một cái nguyên tắc là Pure Transmission, tức là dẫn truyền tinh diệu, thì Furutech đã dựa trên nền tảng đó để làm ra rất nhiều các sản phẩm ổ cắm lọc điện chất lượng cao của mình. Và ngoài ra hãng này còn rất là nổi tiếng với việc làm các loại dây, dây tín hiệu, dây nguồn, rồi rất là nhiều các cái ổ cắm, rồi mặt ổ cắm. Hãng này quá nổi tiếng với việc làm phụ kiện. Có lẽ những ai yêu âm thanh đều không xa lạ gì với thương hiệu Furutech. Ở đây mình đang có, đây là một chiếc ổ cắm có tính năng lọc điện, có tên mã là Furutech ETP80. Sản phẩm này hiện đang có giá bán rất tốt tại Thiên Audio là 12 triệu đồng. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này cho bộ dàn của mình như sau. Thứ nhất là rất là hay, ở đây sẽ có tổng cộng là 8 slot cắm, trong đó 4 slot cắm là có phần lọc nguồn là filter. Ở đây thì hãng đã ghi rõ ở đây là dùng cho các thiết bị kỹ thuật số và các phụ kiện. Đơn cử như chúng ta có thể cắm CD này hay DAC này, transport, tất cả các cái thiết bị mà nó không yêu cầu nhiều về công suất thì chúng ta sẽ cắm ở đây. Ví dụ chúng ta có thể cắm, ngoài ra chúng ta cũng có thể cắm một số cấp pre-âm ly không yêu cầu nhiều điện, chúng ta có thể cắm vào đây. Chủ yếu đây là để cắm các thiết bị kỹ thuật số và phụ kiện. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng đường này để cắm cho phụ kiện và pre-âm ly với tổng cái phần công suất ở đây chịu được lên tới 800W, và hai cái đường này thì là không có lọc. Và khi chúng ta cắm âm ly tích hợp công suất lớn hay là âm ly gọi là âm ly công suất monoblock chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cắm vào đường này. Đường này cho công suất không lọc lên tới là 1000W. Tức là tóm lại ở đây chúng ta sẽ có 4 slot là có lọc và 4 slot là không có lọc. Và khi chúng ta cắm những cái phần công suất lớn, các bạn hãy lưu ý là phải cắm đúng theo cái chỉ dẫn của nhà sản xuất, là cắm vào đây. Đây là một cái thiết bị mà nó sẽ cải thiện ngay tức âm thanh cho bộ dàn. Nếu như quý vị các bạn đang sử dụng những cái thiết bị có chất lượng thấp hay là những cái ổ cắm ví dụ như phổ biến trên thị trường, thì chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt rõ rệt khi chúng ta sử dụng những cái ổ cắm có tính năng lọc điện như vậy. Một sản phẩm chất lượng rất là cao đến từ Furutech. Nó có một số những cái ưu điểm về cái mặt thiết kế khác so với sản phẩm khác là nó sử dụng cái kỹ thuật là dẫn truyền tinh diệu của hãng Furutech, và đặc biệt là nó giải quyết nhiễu âm điện từ EMI và nhiễu sóng vô tuyến RFI theo cái công thức là truyền dẫn tinh diệu và không có mạch điện. Nhờ đó thì cái lọc điện này có khả năng dẫn truyền tín hiệu cực nhanh và tinh khiết mà không làm thay đổi chất âm. Nó cũng không gây ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị mình cắm vào, và nó cực kỳ bền vì không có cấu kiện điện tử phức tạp. Thực tế thì mình chưa gặp một cái trường hợp nào lỗi những cái thiết bị như này cả. Có thể gọi là bán ra trên thị trường thì rất là nhiều, được rất nhiều audio file tin cậy và sử dụng trong những bộ dàn của mình mà chưa hề thấy có một trường hợp nào bị lỗi. Có vẻ là nó đạt đến một cái độ bền và một cái chất lượng rất tuyệt vời. Ngoài ra, khi chúng ta mua bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ được nhà sản xuất tặng kèm theo, thứ nhất là một cái dây, đây là dây địa, dây tiếp mát, chúng ta sẽ đấu vào đường này. Đây, chúng ta sẽ dùng đấu đường này. Còn mình thấy đặc biệt nhất, thể hiện sự quan tâm của nhà sản xuất, chính là việc Furutech sẽ tặng kèm cho quý vị các bạn một sợi dây nguồn chất lượng cao. Nó có độ dài là 1,8m, tiêu chuẩn 15A. Thì cái sợi dây này được hãng bán lẻ là lên tới gần 4 triệu đồng rồi. Vì vậy với 12 triệu cho tất cả những cái combo ở đây thì rất là tuyệt vời về cái hiệu năng sử dụng cũng như là về giá. Thì sản phẩm đang được bán tại Thiên Hà Audio với giá 12 triệu đồng. Kính mời quý vị các bạn chúng ta Thiên Hà qua Thiên Hà Audio để lựa chọn được những sản phẩm ưng ý cho bộ dàn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.